Rồi thì bây giờ mình sẽ chạy thử cái con MT03 này nha. Tại vì á, có nhiều anh em nói là MT03 từ số 1, số 2, số 3 sang số hơi khó. Cái đó là do anh em không biết chạy xe ha anh em ha. Đây mình đang ở số 3 nè. Trở lại với kênh của mình Biker. Thì hôm nay mình đem đến cho anh em hai chiếc xe mô tô phân khối tầm trung, đó là MT03 và Z3. Phải mình không? Sao em? Trời ơi, nếu mà anh lâu quá rồi mới được gặp anh. Không được, không ngờ được gặp anh ngoài đời đúng không? Đúng rồi. Rồi giờ sao? Bây giờ bọn em lâu quá mới được gặp anh. Có gì anh chụp cho bọn em tấm hình. Ok, lấy điện thoại anh chụp đó. Rồi. Được rồi. Rồi xích xích vô đây, xích đây. Không, anh chụp cho bọn em. Anh chụp cho bọn em. Rồi, ok. Tụi em chụp hình với xe đúng không? Đúng rồi, đây đẹp. Ok, rồi. Chụp với xe thôi chứ anh đâu có chụp đâu. Rồi, ok. Rồi, 2, 3. Rồi, ok, tụi em rất là tỉnh và đẹp trai. Ok. Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn. Rồi, cảm ơn em, rồi. Anh review xe tiếp đi. Rồi, ok. Cuộc sống là vậy đó anh em. Giới trẻ hiện nay là vậy đó anh em. Đôi khi mọi chuyện không như chúng ta tưởng. Rồi thì hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em một chiếc MT03 với lại Z300. Mình sẽ so sánh cho anh em là nên mua xe nào, và anh em thích xe nào thì mua xe đó. Đó thì hai con này mình có bán luôn. Thì con này là 88 triệu, 2019, có bộ độ đồ luôn nha anh em. Bộ độ con dầu, đồ chơi cũng nhiều á. Đây MT03 2019, 88 triệu. Và con này cũng đồng giá luôn. Z300 2017 không một vết chày, cũng 88 triệu. Con này đặc biệt nè, con này bảo hành bảo trì đầy đủ luôn. Là con này mới thay hai bình Motul lại cái lọc nhớt mới luôn, chưa có lăn bánh luôn anh em. Đó rồi thì bây giờ anh em mình ngắm xe đi, rồi mình vô review thêm chi tiết về hai con xe để anh em chọn lựa. Anh em, tại do trời mưa quá cho nên cái clip mình nó ra hơi chậm và phải là một ngày khác mình mới quay được. Rồi hôm nay mình sẽ mời Vinh X. Vinh X ơi, ví dụ như em á thì em sẽ chọn con xe nào? Em thích MT03 hơn. Tại sao em thích MT03 hơn? Tại nó màu đen. Tại nó màu đen, đơn giản vậy hả? Chiếc này màu đen là em thích luôn. Rồi, chiếc này màu đen là em thích. Thì bây giờ chiếc em thích thì mời em ngồi lên xe. Mình sẽ nói đó chiếc em không thích trước. Thì ở con Z300 này cái điều quan trọng nhất đó là anh em là nó bảo trì bảo dưỡng đầy đủ nè. Bình xăng và cái này nè đã được chủ xe sơn lại một cái màu là gọi là xanh nhám. Người ta không thích xanh bóng nữa, người ta gọi là xanh nhám. Đó, hai chìa khóa zin đầy đủ đây anh em. Đó, và giá hai con xe này là mình bán đồng giá luôn, 88 và 88 triệu. Rồi. Thì con xe này cũng có lên chống đổ này nọ kia khác. Nói gì nữa ta, cái con này thì nó phân khúc 300 nhưng mà cái mã lực và cc của nó yếu hơn con MT03. Con MT03 tới 321 phân khối, nó hơn tới 20 mấy phân khối á anh em. Và con này đi rất là thoải mái ha. Thì ở đây thì đồ chơi cơ bản đầy đủ, lên xi nhan đó, xi nhan cho nó gọn xe nè anh em, có thể nhìn đằng trước và đằng sau xi nhan cho nó gọn xe. Thấy chưa anh em? Rồi thì cái xe này thì chủ xe đã bảo trì bảo dưỡng nhớt đầy đủ. Và thay chưa có đi luôn nha anh em, có nghĩa là chủ xe này đã lên Z800 và để lại con này để lại cho anh em chơi đó. Với chiều cao 1m7 và mình ngồi con này rất là thoải mái, ngồi rất là ok luôn. Và ở cái con Z300 này là nó chưa có báo số nha anh em, nó không có báo số. Mà nói luôn anh em nè, có nhiều anh em hỏi tại sao mà xe mô tô đắt tiền nhưng mà không có báo số. Thực chất á, đối với mô tô mà anh em chơi mô tô thực thụ á, người ta không quan trọng là xe đang đi ở số mấy luôn á, thiệt sự luôn. Người ta cảm nhận được chiếc xe khi người ta đá số 1, người ta nghe tiếng máy hoặc là ta ở
người ta canh ở dòng tua máy là người ta biết ta đang đi ở số mấy rồi đó, số 1, số 2, số 3, số 4 rồi, đã chơi mô tô rồi mà còn nhìn số giống như mấy Ninja League. Không có, không có, đã chơi mô tô mà còn nhìn số giống như là quay rim mới tập đi thì nó cũng cũng kỳ đó, nó cũng kỳ đó. Như mình đi xe là mình cảm nhận đó, cảm nhận là mình đang đi số mấy là biết hết à. Số 1 là nó ghi nặng, số 2, số 3, số 4 biết sao không biết anh em, trừ khi mình không biết chơi xe thì mình mới không biết những cái con số đó. Chứ mà mình đi xe nhiều là mình quen rồi, mình biết là ừ xe này mình đang đạp ở số mấy, đúng không cameraman? Như em đi em đâu có nhìn số đúng không? Em chỉ cần chạy là em biết là em đang đi ở số mấy liền. Sao khách của anh có nhiều anh em người ta không biết được ta? Ý là khách của anh nhiều anh em người ta không biết người ta đang đi ở số mấy á. Anh cũng đang thắc mắc. Tại vì nó rất là dễ luôn, anh mới chơi xe là anh cũng biết là mình đang đi ở số mấy mà. Nó dễ mà. Hay là do anh em mới tập chơi ta? Có nhiều anh em hỏi gì á, mình cũng chỉ anh em rồi đàng hoàng hết luôn. Con xe này em quay bình xăng cho anh em, màu xanh nhám. Mình thì thích cái kiểu này nè, nhìn nó không có cũ quá anh em, nó dị hoài. Thì con xe này thì bô nó bô zin thôi, cho anh em nghe tiếng bô. Hai máy thì sẽ êm nha anh em, tiêu hao nhiên liệu con này khoảng tầm 25-26 cây một lít. Đây quay nè, bóng đẹp không? Rồi. Thì đương nhiên con này thì về cái tốc độ hay là dữ dằn thì nó sẽ không bằng con kia. Con kia cái phần khối nó cao hơn mà, nó cho phân khúc 300 nhưng mà cao hơn. Nhưng mà mình lại thích cái đầu đèn này, nó rất là thể thao. Đầu đèn này cực kỳ thể thao luôn. Và nó giống như cái series của nó đó là Z8. Đó. Rồi. Thì tiếp theo mình sẽ qua cái MT Zenith. Qua con MT03 ha, thì con xe này có rất là nhiều đồ chơi. Cho anh em nghe tiếng bô trước nè. Cái bô này là đã được lên full system, có nghĩa là lên nguyên bộ cổ bô á. Còn ví dụ mà lên bô slip on, có nghĩa là anh em chỉ lên cái cổ slip on và cái lon bô. Đó anh em hiểu không? Đó, mình giải thích luôn cho những anh em chưa hiểu thì hiểu, còn những anh em hiểu rồi thì hiểu. Rồi ok, rồi cho nghe tiếng bô nè. Bô rất là lực luôn. Và con xe này có rất là nhiều đồ chơi, ví dụ như là bảo vệ két nước, con dầu, xi nhan, chống đổ lốc, chống đổ bình thường. Đó, chống đổ máy nè, có nghĩa là anh em đổ xuống thì cái này đổ, cái này không sao. Rồi cái đuôi đèn nè dễ thương lắm nè anh em. À con này đời 2019, con kia 2017 nha anh em. Đó, hai bên. Đó, con 2019 và một con 2017. Con này 2019 luôn nha anh em. Và con này đã lên cái lớp rất là bự, lớp 180. Khi anh em muốn lên cái lớp này thì anh em phải thay một cái mâm nha anh em. Còn cái mâm zin của nó chỉ thay được 160 thôi. Nè, cái gì rớt nè. Anh em nên lưu ý điều đó. À, con này còn gì nữa không ta? Con này rất là mạnh. Và con này có lên đèn led không nè anh em? Đây, quay cho anh em coi đèn led. Cũng 88 triệu mà anh em có thể sở hữu một cái con mô tô rất là đẹp. Để mở lên. Con này có báo số nha anh em. Con này có báo số, lưu ý nha anh em, con này có báo số. Rồi. Thấy không? Đèn này là anh em khỏi cần cái bấm lộn công tắc khẩn cấp rồi. Đèn này á là anh em khỏi cần lên đèn đèn ấy luôn, đèn chợ sáng luôn, rất là sáng luôn, chói mắt lắm luôn á. Rồi, mình còn nói thêm gì nữa trên con này ha. Thì con này nó đã rất là nổi tiếng rồi, nó được nhiều YouTuber tin dùng. Mình coi clip á, rất là nhiều YouTuber sử dụng con này. Nó mạnh, nhưng mà bị cái nó hao xăng hơn con Z3. Nó tầm 21-22 cây lít nha. Còn bô độ này chắc 20 cây lít á. Rất là nhiều YouTuber tin dùng, kể cả Zenith. Này cột cái cục gì ghê vậy? Nè, cái này có lên bảo vệ bình xăng luôn nè. Con này cũng mới lắm, 2019 nha anh em. Nhắc lại anh em là 2019. Rồi, thì mình giới thiệu như đây thôi. Tại vì hai con này mình review quá nhiều rồi. Mình chỉ muốn cho anh em coi con xe này để anh em lựa chọn mua. Và hai con xe đều là 88 và 88 triệu. Và hai con xe đều là biển số thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Biển số thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì ra tên thì dễ dàng, rút gốc cũng dễ luôn. Rất là đẹp, hai con. Anh em ngắm đi.
Tại sao em không thích Z3? Tao phải không thích đâu mà thích MT hơi xíu. Thì MT em 1m60 mấy em ngồi rất là thoải mái ha. Đây, xe này chở người cũng rất là ok luôn. Cái yên đó thì có thể là cái yên của nó bự hơn con Z3 anh em à. Yên của nó bự hơn con Z3 nha. Rồi, lên, đi luôn. Thấy không? Ngồi rất là thoải mái luôn. Khi mà anh em ngồi xe hay các bạn gái thì mình sẽ ngồi theo nhiều cách. Ví dụ là mình vịn vai nè. Đó, rồi mình vịn bình xăng nè. Còn thôi mình ngồi sát vô để mình ôm eo cũng được. Ngồi sát vô mình ôm eo vẫn được. Nó rất là thoải mái. Cái dòng nách kịch đó thì nó không có hạn chế mình giống như những dòng sport bike ha. Còn những con này thì đi thành trong thành phố thì rất là lanh rồi. Mấy con này lanh lắm. Đẹp, con này đẹp. Và con này nó có ra phiên bản là 2021 anh em. Cái con này mới hiện tại có một số chỗ bán giảm giá là giá ra biển số luôn là 110 mấy triệu nha anh em. Đó, chỉ còn một hai chiếc người ta giảm giá gì đó. Đó thì giá ra luôn biển số 110 mấy triệu chứ anh em đừng có kêu là mua xe không về nha. Xe không của nó thì nó rẻ hơn. Còn anh em còn về anh em phải còn ra biển rồi này nọ đóng thuế cái thứ nữa. Thì hai con xe đâu, mình ngồi lên quay toàn cảnh tận cận coi thử nó có đẹp không. Chủ yếu là cho anh em coi clip để ngắm xe thôi. Mau tối quá trời sắp mưa rồi. Uổng ghê á, bữa giờ trời mưa quay không được anh em. Con này phải 2 ngày nè. 2 ngày mới bây giờ mới có clip cho anh em xem. Nhìn ngồi rất thoải mái. Đi chơi, đi dạo, đi phố, đi phượt, đi lung tung đều đi được. Nó thoải mái, đi là nó không mỏi tay mỏi chân. Rồi, clip của mình chắc là kết thúc ở đây ha. Trời cũng mưa, mưa trời âm u quá luôn. Mới có 5 giờ mà trời âm u rồi. Rồi clip kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Và anh em nào mua xe thì liên hệ số điện thoại cho Minh 0916640653 hoặc là xem xe trực tiếp tại địa chỉ 25 lô C Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6 nha. Anh em có thể xem xe trực tiếp và chọn mua xe sẽ tặng Zenith. Áo này đẹp nè, vài bữa clip sau quay cảnh chạy xe nè, ok nè Zenith nè. Rồi, bye bye. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chạy thử cái con MT03 này nha. Tại vì á, có nhiều anh em nói là MT03 từ số 1, số 2, số 3 sang số hơi khó. Cái đó là do anh em không biết chạy xe ha anh em ha. Đây, mình đang ở số 3 nè, về số 2 nè, đó. Về số 1 để dừng đèn đỏ nè. Đó, thấy chưa? Lên số 2 nè, thấy không? Lên số 3 nè. Số 4 nè, số 3, số 2 nè, số 1 nè, thấy không anh em? Không có gì gọi là bị kẹt số hay là gì hết. Kẹt số hay không kẹt là do anh em, cách anh em chạy á. Rồi con những con nắc kịch này thì Z3 cũng như MT03 lại giống nhau hết nha anh em. Nó rất là thoải mái. Nó thoải mái và đi trong thành phố rất là ok. Con MT03 này nó rất là móc. Để chờ dừng đèn đỏ. Rất là móc. Đó, à, con nè. Lên số 2 nè. Đó, số 3 nè. Anh em thấy không? Mình lên là không có kẹt gì hết. Số 4 nè. Thấy không? Số 5 nè. Số 6 nè. Hết số nè. Thấy chưa anh em? Đó, phải chạy cho anh em thấy. Đó, thấy không? Về lại nè. Ôm cua nè. Thì cái những cái con nách này á, thì cái chiều cao yên nó không quá cao. Và người chiều cao trung bình của người Việt Nam 1m7, 1m6 vẫn có thể chạy được. Và cái yên sau ngồi rất là thoải mái. Đây cho anh em coi cái yên sau của nữ khách mời Zenith. Tăng tốc rất là nhanh nha anh em. Nói chung là MT03 cũng là một cái sự lựa chọn hoàn hảo mà giá hợp lý để anh em đi chơi, đi dạo phố, đi đi đâu ta? Đi phượt. Thường á, những cái con xe mà order thấp như gì á là chủ xe chưa có người yêu. Cho nên chủ xe không có đi nhiều, order thấp. Chạy rất là thoải mái anh em. Cái chiếc Z3 là cái chiếc đang chở mình á. Đâu em quay cái chiếc Z3 kìa. Quay thấy không? À, là đang chở mình quay clip á anh em. Thể thao mạnh mẽ. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker ha.
vô lông dài á, nó nổ sẽ rất là ấm và dễ chịu.